Minh Order Đông. Xin chào các bác, xin chào các anh em. Cửa hàng lại giới thiệu anh em một lô hàng âm ly giải mã, hay còn gọi là âm ly số đời cao, âm ly đường quang, âm ly đa kênh. Hàng bãi zin đẹp. Đặc biệt những con âm ly này đều là hàng bãi, nên là nội thất đa phần là đẹp xuất sắc luôn anh em nhé. Bao zin bao đẹp, bao hoạt động ok cho anh em. Và có giá rất bình dân, giá từ 1.500.000, 2 triệu đến 2.500.000. Cửa hàng sẽ để cái giá như giá thanh lý cho anh em, như giá thanh lý, anh em hiểu điều đó nhá. Đó, giá rất vừa tiền luôn. Nó là những mẫu ly giải mã đời cao, nên thường nó sẽ làm phong cách khá hiện đại ở cái màu sắc. Màu sắc là màu vàng chanh, khá nổi bật để anh em trưng bày. Những dòng âm ly này anh em đấu một đôi loa, hoặc có những chiếc đấu hai đôi loa liền để anh em nghe nhạc. Anh em có cũng có thể sử dụng những bộ loa 5.1, 6.1 của gia đình đang có để ghép vào những cái âm ly này, để có thể sử dụng thành âm thanh vòm, âm thanh 3D để nghe nhạc. Còn nghe nhạc bình thường, anh em có thể sử dụng một đôi loa hoặc hai đôi loa là cùng. Còn nếu anh em có nhiều loa thì cũng có thể ghép thành bộ âm thanh vòm, âm thanh 3D. Nghe nhạc thì nó có trường hợp là nghe nhạc sitte, là chỉ cần một đôi loa như anh em đang thấy, hoặc hai đôi là cùng. Còn nghe nhạc âm thanh vòm, âm thanh 3D là nó sẽ tạo thành một hiệu ứng âm thanh, đấu nối đằng sau nhiều loa để tạo thành âm thanh vòm. Thì đây nó là những con âm ly đời cao, nó có thể phát được ra hệ âm thanh vòm, ngoài việc chơi âm thanh hai kênh sitte đó. Có tầm khoảng 10 con anh em nhé. Cửa hàng báo giá luôn cho anh em tiện theo dõi. Hàng bãi đẹp, zin luôn. Ở đây Yamaha 420, Yamaha 420 anh em có thể thấy đây. Giá 2 triệu đồng, hoạt động hoàn hảo, bên trong rất mới luôn. Có chỉnh bát chép, nút vặn cơ rất tiện, đánh hai cầu loa A cộng B này. Đấy anh em nhìn thấy này, đó. Minh Order Đông, số điện thoại này, đó. Tiếp theo là Đề Nông 1.500, màu vàng chanh. Con này cửa hàng cũng để giá thanh lý cho anh em 2.300.000 thôi. 2.300.000 đồng, âm ly giải mã. Âm ly giải mã anh em nhá. Đấy. Xuất sát tí ti là có, nhưng đảm bảo là đẹp và zin, nội thất mê ly luôn. Anh em hãy xem mặt sau một chút đi. Những con âm ly này thì nó đời cao, anh em cắm đường quang vào chơi nhạc sẽ rất tiện luôn. Đây, mặt sau này anh em thấy đây. Đó. Mượt mà, nước sơn bóng loáng, 175W, 100V, đường quang thải mã đây. Cầu loa A, cầu loa B. Tiếp theo là Yamaha 420, 190W, 100V, giải mã. Đó, có cả radio này, đó. Radio tần số 90, ban kênh 90-89. Đó, mặt sau anh em nhé. Kế tiếp sang trồng bên này, anh em lại thấy này. Ở bên này có hai con rất ấn tượng luôn, đó là hai con phía dưới. Con phía trên cả cũng báo giá cho anh em 2 triệu, đó là gì? Đó là Yamaha 530, con này đánh khỏe lắm anh em nhé. Con này cửa hàng cũng đã làm một clip riêng những ngày gần đây rồi, ngày hôm kia thì phải. Làm một clip riêng cho con này rồi, đánh khỏe 2 triệu đồng, bãi zin luôn, xuất sát tí tì có, màu vàng chanh. Những con âm ly này thì nó đều là size 43, 43,5, 44 anh em nhá. Và đó luôn cho anh em xem nào. Đây, 43,5, coi như 44 đi, đó. 530, đó. Kế tiếp là hai con này rất ấn tượng anh em nhá. Con 595 này, hai con này đánh khỏe lắm, đánh khỏe hay, mặt phay nhôm màu vàng chanh. 595, 270W, 270W đánh khỏe hẹp căng, nút vặn chỉ bắt chép cơ rất tiện, đánh hai cầu A cộng B. Và đặc biệt con phía dưới, anh em nhìn kỹ con mặt trên đã. Đó. 595. Tiếp theo là con A5. Đó. Con này thì anh em có thể tận dụng nó làm một cái đầu giải mã được này. Nó có đường pre-out ra, có nghĩa xuất tín hiệu giải mã được ra âm ly khác vào cục đẩy.
Có nghĩa nếu anh em cần một cái đầu giải mã thì con Nâm Ly này quá tuyệt vời luôn. Cửa hàng bán hai con này giá quá bèo luôn cho anh em, 2,5 triệu nha. Với những tính năng, với những cái gì chất của nó có, 2,5 triệu là quá tuyệt vời luôn, giá thanh lý luôn. Con này nó khỏe nặng lắm, con 595 này khỏe nặng. 595 anh em nhớ điều nhớ nhá, 595 khỏe nặng khủng. Và con A5 này này nó có thêm một chút khác với những con còn lại ở đây là nó có thể dùng làm đầu giải mã được. Anh em cắm tín hiệu quang đằng sau và nó có đường xuất âm thanh ra lỗ AV sang âm ly khác của cục đẩy để lấy tín hiệu giải mã quang sang. Nếu anh em cần làm đầu giải mã kiêm âm ly đánh cũng rất khỏe, đánh hai cầu AB nút chỉnh bát chép cơ. Đây là đường vặn tín hiệu này. Đấy, vặn tín hiệu này. Hai con này thì siêu khỏe rồi anh em nhé, hai này siêu khỏe luôn. Con này 180W thôi nhưng nó lại cực kỳ khỏe. Chính vì vậy mà cửa hàng mới hay nói với anh em là anh em đừng nhìn vào cái số watt nhá. Có con 300W cũng không khỏe bằng con hơn 100W đâu. Đây là một con nó như vậy anh em nhé, con A5 này này. Con A5 này khỏe lắm, với con này khỏe lắm đây. Tiếng nào ra tiếng đấy luôn. Đấy, nhích nhẹ càng như vút chỉ luôn. Nút vặn cơ 43,5. Anh em nghe cái tiếng là anh em biết nó khỏe rồi. Ok, mời các bác xem mặt sau luôn. Quay rất rõ, báo giá rõ chi tiết cho anh em. 180W, 100V. Đấy, còn lại khỏe lắm này. Giải mã quang này. Đó. 530. Đó. Mặt sau đều đẹp mê. Anh em nếu thiếu tiếng gió ù ù là cái quạt đang quay nhá anh em nhá. Mùa hè lên cửa hàng phải một quạt anh em nhá. Đây. 100V, 270W là 595. Cái dòng này nó đều là đời cao, nó sản xuất tại nước thứ 2, thứ 3, đều đương nhiên. Nước sơn keng luôn. Đó. Tiếp theo là A5 khỏe như voi. Có tín hiệu giải mã xuất ra đây. Main out đây. Đây cái tính năng này cực kỳ giá trị này. Những con Nâm Ly này ngày xưa cửa hàng toàn bán tầm 3,5 triệu này. Toàn bán 3,5 triệu đến 4 triệu anh em nhá. Hôm nay bán thanh lý giá 2,5 triệu cho anh em chơi. Giá thanh lý 2,5 triệu cho anh em hoạt động ok, đang chạy đấy. Căng như là dây đàn đấy. 180W này. 180W này nó có thể khỏe hơn những con 400W khác nha. Khỏe lắm con này ạ. Đó. Ok. Kế tiếp hàng bên này. Đây, ba chồng đây. Anh em xem tiếp đến những con bên này. Con này cửa hàng có clip riêng rồi, khỏe như voi luôn, 780. 190W, 100V. Đẹp nha, đẹp nha. Đó. Kế tiếp là con Yamaha 105, con này thanh lý giá 1,5 triệu, 100V. Anh em nào quán cà phê hoặc là quán trà chiếc mua những con này quá bình dân. Muốn dùng là thế nào cũng được. Hoặc là anh em mua về dùng giá vừa tiền, dùng kiểu gì cũng được. Đấy. Kế tiếp là con này Yamaha 620 và con 630 này. Hai con này cửa hàng bán đồng giá là 2,5 triệu anh em nhé. Hai con to khủng ấy, hai con to khủng anh em thấy ấy. Cầu loa A, cầu loa B, loa rear, loa center. Đó. Đường quang giải mã này. Đó. Đường quang giải mã. Có radio con này này. Đấy. Sáu 220 200W, 630 230W, số nó giống luôn, 30W. Đó. Anh em xem mặt tiền. Đây, mặt tiền đẹp keng luôn. Đẹp keng theo kiểu hàng bãi, hàng cũ anh em nhá. Đây. 780. Yamaha 780,
màu xám lông chuột, to mật luôn. Đó. Mượt mà. Mượt mà. Kế tiếp là 105, hai con này màu như nào? Màu xám lông chuột. 1,5 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu. Có mỗi hai con này không có đường quang thôi anh em nhé, còn lại có tất. Vâng, đây là hai con 2,5 triệu này, 620 và 630. Hai con này mặt phay nhôm sáng bóng luôn, anh em thể thấy đó, khỏe đánh căng, bát chép nút vặn cơ rất hay, hai cầu loa AB, A cộng B, bát extension. Mẫu ly này thì đa phần là anh em có thể ghép vang hát karaoke được nhá. Hát nhẹ nhàng vào những đôi loa chính hãng của Nhật, của Mỹ. Loa nghe nhạc của loa karaoke bass 20, 25. Đó. Nói là rất đẹp luôn. Rất đẹp, giá vừa tiền, hoạt động ok. Giá báo giá tại cửa hàng anh em nhá. Tại cửa hàng đấy, chứ không có bao ship bao giếc gì đâu anh em ạ. Và giá báo là giá bán. Nếu anh em nào mà có nhu cầu mặc cả nữa thì thôi đừng gọi điện, mất việc luôn. Giá báo là giá bán, nói luôn cho nhanh. Xin cảm ơn, xin chào, chào hẹn lại anh em. Giá bán thanh lý rồi.